Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Money TV nha. Và chiếc video lần này là Mon sẽ dẫn mọi người đi chơi vòng vòng ở Sài Gòn, ở quận 5. Và cũng là dịp trung thu cho nên là Mon sẽ quay video này lại để chia sẻ cùng đến với mọi người nha. Và hiện tại thì Mon đang đi trên con đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Thì theo như mọi người mà ở Sài Gòn thì cũng biết là ở khu vực này là người Hoa ở đây cũng khá là đông đúc. Và có thể gọi vu vơ đó là Chinatown ở Việt Nam luôn nha mọi người. Khi mà mình bước vào cái con đường quận 5 này thì cũng đã có một vài căn nhà bán về cái lồng đèn nè, rất là đặc trưng của người Hoa luôn ha. Và bây giờ thì Mon mời mọi người cùng đi khám phá quận 5 cho đến quận 1 cùng với Mon nha. Tay phải mọi người có thể thấy ở đằng xa đằng kia đó là nhà hàng Ái Huê 2, là một cái nhà hàng khá là nổi tiếng và lâu đời ở quận 5. Đây mọi người, nhà hàng này rất là lớn luôn. Nó hầu như là mình thấy là cuối tuần ở đây rất là đông, mà ngày thường cũng khá là đông luôn mọi người. Đây là có một cái chùa Minh Hương Giá Thánh hay sao mọi người. Wow, đây là cái khu phố lồng đèn, đông nghẹt luôn. Đó, mọi người rút cái phía bên trong. Giờ là mình sẽ đi một vòng quận 5, và nếu như xíu nữa thì mình có dịp thì mình sẽ ghé vào đây mình quay cho mọi người cùng xem nha. Tại sắp trung thu rồi cho nên là đường phố cũng khá là đông, và đi trên cái con đường quận 5 là bán rất là nhiều lồng đèn luôn. Ở phía bên đường bên trái của mọi người, đối diện của mọi người luôn, là cũng có bán những cái dãy mà bán lồng đèn bên kia nữa, nhưng mà bên kia thì nó không có nhộn nhịp bằng, nó ít hơn. Đó mọi người, hiện tại là mình đang đi khu này gọi là khu người Hoa và gần chợ lớn.
cái khúc này thì là nó vắng, chỉ có cái khúc đầu đường hồi nãy á, là bán những lồng đèn này kia thì còn rất là đông và nhộn nhịp ha. Hiện tại thì mình đang đi trên con đường Học Lạc, quận 5. Đó, mọi người có thể thấy quận 5 ngày nay như thế nào. Những người xa quê khá là lâu, những người mà xa Sài Gòn khá là lâu, những cô chú anh chị ở nước ngoài thì có thể nhìn lại những cái hình ảnh này tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Bây giờ là mình đang đi trên con đường Nguyễn Trãi, quận 5. Con đường Nguyễn Trãi này cũng là một trong những con đường trung tâm luôn á mọi người. Nếu như mà Nguyễn Trãi này lên tới trung tâm quận 1 á, thì cũng khá là đông đúc, bán rất là nhiều shop quần áo nổi tiếng. Đó, khúc này là sẽ có cái chợ, buổi sáng thì sẽ có chợ bán đồ ăn rồi này kia rất là nhiều. Và hôm nay thì Mon xin quay cái video này lại để mà gửi đến quý vị và cô chú anh chị, còn những người nào mà hiện tại ở xa giống như ở nước ngoài thì có thể xem lại những cái hình ảnh này. Đây là những cái chung cư cũ nè mọi người, chung cư cũ quận 5 có cái chợ. Ở đây là cái tiệm cơm gà Đông Nguyên, cái tiệm cơm gà cũng khá là nổi tiếng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần đó mọi người, và cũng gần sắp tới Trung Thu rồi, cho nên là đường xá và đông đúc luôn, mọi người đang nhìn thấy kẹt xe. Bên đường của cái đường Nguyễn Trãi quận 5 này là có giữ xe để mà mình đi vào cái khu phố lồng đèn đó mọi người. Đó, mọi người có thể thấy rất là đông đúc luôn. Đó, để bán những con lưng nè, những cái lồng đèn nè, mọi người có thể thấy rất là đa dạng, nhiều mẫu mã luôn. Đó, đây là giữ xe lồng đèn đó mọi người. Đó, đây khu phố lồng đèn, ta đi bộ cũng khá là đông, nên là mình bị kẹt và kẹt cái khúc này là đó, người người nhà nhà các anh chị em này để mà quay phim chụp hình. Đó, mọi người đông lắm, người bên trong người luôn. Có những cái anh cảnh sát ở đây giữ trật tự, giữ là đường giao thông. Wow, ta đi ở đây đông quá mọi người, sắp Trung Thu rồi nên là gia đình những trẻ nhỏ tới đây để mà tham quan chơi, để mua lồng đèn, không khí náo nhiệt á. Và đây là những cái thước phim thực tế mà mình muốn gửi đến cho anh chị cô chú cùng xem. Đó, quá
trời đông, vui quá mọi người. Đó, những cái nhà người dân đang ta tận dụng, người ta có nhà mà người ta giữ xe cho mình, hoặc là có những cái vỉa hè ta tận dụng để mà giữ xe. Ở phía bên tay trái của mọi người là cái chùa này cũng khá là nổi tiếng ở quận 5. Và là mình sẽ tiếp tục đi hẳn hoài và đi ra cái khu vũ trại quận 1 và cùng quay lại những cái cảnh đường phố nhộn nhịp như thế nào cho mọi người cùng xem nha. Ở đây có bán tiệm bánh cuốn đông quá. Wow, ở đây cũng có đây nè. Và phía bên đây là cái chợ xã Tây, Ủy ban nhân dân quận 5. Ở đây là đường thông thoáng hơn một chút xíu rồi mọi người ơi. Đó, ở đây sẽ đi thẳng ngoài, thẳng ngoài là sẽ tới khu vực quận 5. Thẳng ngoài là sẽ đến khu vực Nguyễn Trãi, quận 1. Xin lỗi mọi người, nãy mình nhầm chút xíu. Quần áo nè, quán ăn đồ này kia cũng có, cũng khá là nhiều luôn. Ở phía đây sẽ có cái bệnh viện Nguyễn Tri Phương mọi người, và đi thẳng hoài luôn sẽ tới cái khu Nguyễn Trãi, nơi mà bán khá là nhiều những cái shop quần áo, và từ đó là có những cái shop quần áo khá là nổi tiếng luôn, như là Susu á mọi người. Susu là một trong những cái tiệm shop quần áo cũng lâu đời ở Sài Gòn á mọi người. Và nếu như mà ai mà rành về thời trang hoặc là hay đi mua đồ ở Nguyễn Trãi thì cái shop Susu này á là một trong những cái shop mà không hề xa lạ của giới trẻ luôn nha. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào cái con đường Nguyễn Trãi quận 5. Ở đây cũng rất là sôi động và nhộn nhịp mọi người, náo nhiệt lắm. Những cái shop hầu như là bán tới tối mọi người, 10-11 giờ đêm. Đó, đông lắm, nhiều shop lắm. Rất là nổi tiếng ở Nguyễn Trãi luôn nha. Nhiều quần áo, nhiều mẫu mã rất là đa dạng. Đó, mọi người có thấy Nguyễn Trãi quận 1 như thế nào ạ? Đông vui ha. Đây có cái tiệm phở lệ nè mọi người. Rất là lâu đời luôn. Tiệm này là một trong những tiệm phở khá là nổi tiếng luôn. Đi trên con đường này các bạn có thể thấy rất đèn luôn, từ hồng, xanh, vàng, trắng, rất là bắt
mua ha, bắt người đi đường để mà ta có thể vào shop nè, xem quần áo rồi nếu như mà hợp thì người ta cũng có thể mua. Cái bánh này cũng lâu đời lắm rồi này mọi người. Wow, rất là đông. Chị em phụ nữ là đa số là rất là thích đi ra cái con đường trải này để mà xem đồ và mua đồ. Dọc hai bên đường hầu như là nhà nào là cũng có cái mặt bằng để mà mở cái shop thời trang á mọi người. Quay video lại vừa làm kỷ niệm nè, vừa có thể chia sẻ đến cho anh chị cô chú và các bạn cùng xem. Bán đồ không mất cũng có nữa mọi người, làm body nè, những cái đồ skin care, chăm sóc da nè. Ở đây thì có một vài căn nhà họ đóng cửa mình rồi, kiểu như là không có ai thuê mặt bằng để mà mở ra làm kinh doanh. Có một vài nhà mọi người có thể thấy ha, nhà bán hoặc cho thuê nè mọi người. Cái khu này là ít ai thuê, và giống như là như khúc cái này á, họ bán họ không có làm kinh doanh được nhiều hay sao á. Các cô chú và chị các bạn á, những người ở xa quê hương biết nhìn những cái cảnh này có nhớ về Việt Nam hay không ha. Và ngay cái khúc đường Nguyễn Trãi này á mọi người, ở đây là bán vali túi xách. Cái góc đường này bán ở đây rất là nhiều vali túi xách luôn, để lấy ha. Mình nhớ là mình hồi nhỏ mình đi học á là mình cũng ra đây mình mua, cũng có mười mấy năm về trước rồi mọi người. Đến giờ mà vẫn còn bán những cái túi xách như vậy, tức nghĩa là những cái shop này á là mở ra cũng khá là lâu đời rồi. Đây có một cái chị thẩm mỹ Thái Lan Hospital. Ở đây là mình bắt đầu qua đường Nguyễn Trãi, khu vực quận 1. Nguyễn Trãi này khá là dài nên mọi người có thể thấy là mình đi nãy giờ vẫn chưa hết cái con đường Nguyễn Trãi này luôn. Và con đường Nguyễn Trãi này là một trong những con đường trung tâm ở Sài Gòn. Mọi người có thể thấy từ quận 5 cho đến quận 1 là không khí rất là nhộn nhịp, xe cộ rất là đông đúc luôn. Ở bên phía tay phải của mọi người là sẽ có cái rạp phim Phúc Thanh, rạp CineStar. Thì cái rạp này hồi xưa là cái rạp hát Phúc Thanh đó mọi người.
đây nè, bên tay phải của mọi người ha. Mặt bằng ở đây cũng khá là đắt đỏ luôn á mọi người, nên là khi mà mình mua quần áo ở đây á, thì cái giá mà giá thành mà họ bán ra cho mình nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, sẽ hơi đắt so với mặt bằng chung ở bên ngoài. Và phía bên cái phải mọi người là sẽ có cái tiệm phở Hùng, cũng là một trong những tiệm phở khá là nổi tiếng luôn. Thì một tô phở Hùng á, theo như mình trước mình có ăn nó là khoảng 8-9 chục một tô. Đó mọi người, thì bây giờ là mình đang đi trên con đường Phong Quỳnh. Ở bên phía tay trái mọi người là có tiệm ăn A Mạ của nghệ sĩ Trấn Thành nha. Một cái tiệm ăn cũng khá là lớn luôn mọi người. Và bây giờ thì video của mình cũng khá là dài rồi, cho nên là mình xin kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp mọi người lại những cái video tiếp theo. Thì nếu như mà mọi người thích video này thì cho mình xin một cái like, share và subscribe. Và nếu như các bạn có những cái góp ý gì đó thì các bạn cũng có thể bình luận cho mình, để mình có thể cải thiện hơn về những video sau này nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.